Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đối với Pháp ấy con không nghi không hoặc nhưng vào đời tương lai, có bí xô vân vân, hoặc cầu thanh văn thừa, hoặc cầu độc giác thừa, hoặc cầu đại Bồ Tát thừa, họ sẽ nói thế này phật dạy tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh nếu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh thì ai nhiễm ô ai tịnh ai triền phược ai giải thoát vì đối với nhiễm ô thanh tịnh và đối với triền phược giải thoát chẳng hiểu rõ nên họ phá giới phá kiến pháp oai nghi phá tịnh mạng, do phá giới, phá kiến, phá oai nghi, phá tịnh mạng. Nên đọa địa ngục bàng sanh quỷ giới chịu các khổ kịch liệt, luân hồi sanh tử khó được giải thoát. Con quán đời vị lai sẽ có sự việc đáng kinh sợ như thế, nên hỏi như lai ứng tránh đẳng giác ý nghĩa sâu xa như thế. Nhưng đối với điều này con không nghi không hoặc phật dạy hay thay hay thay này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói trong tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh tánh hữu tánh vô đều chẳng thể nắm bắt được ở đây chẳng nên chấp tánh hữu tánh vô